Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Địa chỉ số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay, ngày 3 tháng 2 năm 2021, Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những dòng âm ly vừa có mặt tại cửa hàng. Và đầu tiên của clip ngày hôm nay, Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm rất đặc biệt vừa có mặt tại cửa hàng. Đó là bộ giải mã FIO model BTA30. Đây là hộp giải mã và đây là nguyên hộp, nguyên siêu. Bản hàng của Tiến Dũng vừa ship trực tiếp từ Mỹ về đây. FIO BTA30, hàng của Trung Quốc sản xuất cho thị trường Mỹ, thị trường châu Âu, có đầy đủ các dấu hợp chuẩn CE và FE. Bên đây có một tem chống hàng giả. Sản phẩm này vừa được công bố tại Mỹ và ngay lập tức bạn hàng Tiến Dũng đã gửi về đây mẫu hàng này. Đây là sản phẩm được chuẩn 2Red Audio và 2Red Audio Wireless. Máy có khả năng giải mã DC từ TV Internet cổng quang, giải mã tín hiệu từ cổng Bluetooth lên đến 5.0, công nghệ mới nhất hiện nay. 5.0 Bluetooth cho băng thông rất rộng, tiếng của giải mã này rất hay nhờ công nghệ Bluetooth 5.0. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể kết nối giải mã này đến máy tính của mình để giải mã luôn cả ngoài máy tính. Giải mã này cũng có thể hoạt động như một thiết bị phát Bluetooth. Quý vị có thể kết nối TV của mình vào đây, kết nối máy tính và điện thoại của mình vào đây để phát sóng Bluetooth cho các thiết bị khác như một điện thoại di động. Rất tuyệt vời. FIO BTA30, tình trạng hàng sách tay mới 100%, bảo hành 12 tháng. Sản phẩm này có mức giá 2.400.000. Và Tiến Dũng sẽ tặng kèm theo 50 đơn hàng đầu tiên bộ dây quang chính hãng. Phần quà này trị giá 150.000 và bao phí vận chuyển cho 50 đơn hàng đầu tiên. Và để sử dụng giải mã này, quý vị và các bạn cần có một adapter. Đây là một adapter tương tự như là cục sạc điện thoại di động. Anh em nào có cục sạc điện thoại di động thì không cần mua thiết bị này nữa. Còn anh em nào chưa có thì có thể mua thiết bị này tại cửa hàng Tiến Dũng. Mức giá chỉ 100.000. 2.400.000 cho sản phẩm và 100.000 cho adapter. Tổng cộng là 2.500.000. Nếu anh em có adapter tại nhà rồi thì không cần mua adapter nữa. Sản phẩm này quý vị và các bạn có thể sử dụng để nghe nhạc, để hát karaoke và để thu sóng Bluetooth từ điện thoại, giải trí gia đình. Rất tuyệt vời. Cho âm thanh rõ nét, giải mã lên đến 24 bit, tiếng rất tuyệt vời. Chỉ 2.400.000 bao ship, tặng theo bộ dây quang, 50 đơn hàng đầu tiên. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Và tiếp theo, các sản phẩm của ngày hôm nay, Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những chiếc âm ly hàng bãi vừa có mặt tại cửa hàng. Đầu tiên đó là chiếc Denon model 890D. Chiếc 890D rất nổi tiếng của thương hiệu Denon đến từ Nhật với thiết kế mặt phay nhôm màu đen. Giải mã này, xin lỗi quý vị, âm ly này sử dụng 8 sò, công suất nguồn 216W. Đặc biệt với âm ly này có tích hợp giải mã DAC lên đến 20 bit. Chúng ta có thể kết nối trực tiếp từ cổng quang TV Internet vào đây để nghe nhạc và giải trí gia đình. Chiếc âm ly này điện 100V, công suất nguồn 216W. Tình trạng hàng bãi zin nguyên bản, mức giá chỉ 17.500.000. Quý vị sẽ nhận ngay phần quà tặng 5m dây loa của Ý và bộ dây AV của Ý khi mua sản phẩm này. Hai món quà trị giá lên đến 950.000. Và tiếp theo phía dưới này, xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc âm ly Denon model 940V. Đây là model cũng rất nổi tiếng của thương hiệu Denon. Hàng này khá hiếm trên thị trường. Denon 940V với thiết kế mặt phay nhôm màu đen sang trọng mạnh mẽ. Chiếc này công suất nguồn 216W, máy sử dụng 4 sò Sunken đại. Chiếc này có mức giá 16.000.000. Đây là những đối tác tuyệt vời cho tất cả các model của thương hiệu Bose. Cái dòng loa như của Bose, cái dòng loa như của
sạc Wibrige đều chơi rất tốt. Quý vị cũng có thể phối ghép vào các dòng loa của JBL như LX1000, như các dòng 4311, 4312 đều chơi rất tuyệt vời. Các dòng Yamaha NS1000, NS690, NS890, vân vân. Tiếp theo phía bên này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu âm ly Denon model 1500R. 1500R sử dụng 4 sò MOSFET, công suất nguồn 250W. Máy sử dụng điện 100V với thiết kế mặt phay nhôm màu vàng sang trọng. Chiếc này mức giá 11. Và phía dưới xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc âm ly Denon model S10. Chiếc âm ly Denon S10 với thiết kế mặt phay nhôm màu vàng. Máy sử dụng 8 sò MOSFET. Máy tuyệt đẹp. Denon model S10. Chiếc này với mức giá thông thường là 13 triệu. Và đối với chiếc này có một vài vết chày rất nhỏ ở đây. Cái này chỉ như sợi tóc thôi. Bên này có một vết chày rất nhỏ ở đây nữa. Do vận chuyển có 2 vết chày thì Dũng bán rẻ đi 1 triệu, mức giá chỉ còn lại 12 triệu. Và phía dưới này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc âm ly Denon model 1500AE. Chiếc này với thiết kế mặt phay nhôm màu bạc. Máy sử dụng điện 100V, công suất nguồn 250W, 4 sò MOSFET, 2 tăng phô nguồn. Chiếc này với thiết kế mặt phay nhôm màu trắng sang trọng lịch lãm. Chiếc này mức giá thông thường là 10 triệu và ở đây có một nút chày rất nhỏ. Đây là một vết chày rất nhỏ như sợi tóc ở trên đây. Do vết chày do vận chuyển thì Dũng giảm giá 500 ngàn. Mức giá chỉ còn lại 9 triệu 500 ngàn. Tất cả bao zin, bảo hành kỹ thuật 1 tháng đến quý vị và các bạn. Đây là tổng thể của các sản phẩm này. Các giác kết nối còn vàng óng, tuyệt đẹp. Tiếp theo phía bên đây, thì Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những chiếc âm ly Denon cũng vừa về ngày hôm nay. Đó là Denon model PMA 2000, 2 la mã. Chiếc này với thiết kế mặt phay nhôm màu vàng. Máy có size ngang là 43 cm, sử dụng 4 sò MOSFET. Mặt phay nhôm tuyệt đẹp. Chiếc này nặng 22 kg. Denon 2000 2 la mã, sử dụng điện 100V, công suất nguồn 250W. Máy sử dụng 4 sò MOSFET cho tiếng rất tuyệt vời. Với những chiếc âm ly này anh em có thể phối ghép thêm một vang cơ hoặc một vang số để thi thoảng hát karaoke, tiếng rất tuyệt vời. Chiếc ly Denon 2000 2 la mã có mức giá 14 năm. Phía dưới này là một chiếc có cấu hình nhỏ hơn, Denon 2000 trơn. Chiếc này là Denon 2000 với thiết kế mặt phay nhôm màu vàng chanh sang trọng. Denon 2000 công nghệ Ultra 2 MOS độc quyền của thương hiệu Denon. Chiếc này có cấu hình nhỏ hơn chiếc ở phía trên một chút, mức giá 12 triệu. Điện 100V, công suất nguồn 250W. Máy có thể chơi được 2 cặp loa với chức năng A cộng B. Hoặc anh em cũng có thể phối ghép với các dòng loa có chức năng BY. Đây là tổng thể phía mặt sau của hai chiếc âm ly tuyệt đẹp vừa về. Các giác kết nối còn vàng óng, zin nguyên bản. Tất cả bao zin, bảo hành kỹ thuật 1 tháng đến quý vị và các bạn. Phía bên đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hai chiếc âm ly có cấu hình lớn hơn của thương hiệu Denon. Đó là chiếc Denon 2000 3 la mã. Chiếc này với công suất nguồn là 275W. Máy sử dụng 4 sò MOSFET công nghệ Ultra 2 MOS độc quyền của thương hiệu Denon. Mặt phay nhôm vàng óng, máy còn tuyệt đẹp. Chiếc này mức giá 15 năm. Và phía dưới này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn Denon 2000 AE. Chiếc này với thiết kế mặt phay nhôm màu trắng bạc sang trọng lịch lãm. Chúng ta sẽ cùng ngắm nghía một vòng với hai chiếc ly này. Denon 2000 AE mức giá 19. Đây là tổng thể phía mặt sau của hai chiếc ly này. 2000 AE 275W, công suất nguồn
Máy có thể chơi được loa từ 4 đến 16 ohm hoặc hai cặp A cộng B từ 8 đến 16 ohm. Mức giá của chiếc này là 19 và chiếc ở trên là 2.300 mã, mức giá 15 năm. Tất cả bao zin bảo hành kỹ thuật 1 tháng đến quý vị và các bạn. Và quý vị đừng quên ở cửa hàng Tiến Dũng đang có chương trình khuyến mại rất đặc biệt. Đó là sẽ tặng ngay 5m dây loa Pro N của Ý và bộ dây AV Pro N của Ý. Trị giá hai món quà là 950.000 sẽ thuộc về quý vị và các bạn nào mua những hóa đơn có giá trị giao dịch từ 6 triệu trở lên. Quý vị hãy liên hệ với Tiến Dũng để sở hữu những sản phẩm được tuyển chọn kỹ lưỡng và chất lượng được đảm bảo bởi Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Cuối cùng, Tiến Dũng xin kết thúc clip ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong những clip vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Xin chào, xin cảm ơn.